Kính chào bà con nông dân và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động mùng 3 Tết Kỷ Hợi 2019. Hôm qua chúng tôi nói về nghề nuôi heo chuồng lạnh gia công ở Lâm Đồng phát triển. Tiếp tục không khí mừng xuân Kỷ Hợi, tìm giải pháp phát triển bền vững nghề nuôi heo là thông tin nối tiếp chia sẻ cách sản xuất với bà con. Ở miền Tây có mô hình nuôi chim công dễ hơn nuôi gà vịt mà lợi nhuận cao. Hôm nay bí quyết nuôi công sẽ được chia sẻ với bà con gần xa. Thay lời chúc của ekip 365 ngày chuyển động, chúng tôi mong muốn bà con và quý khán giả năm mới vạn sự may mắn phát tài. Nông dân thị xã Long Mỹ đón Tết trung túc giờ trúng dưa hoàng kim. Miền Tây, nông dân trúng mánh vụ bưởi Tết và đang tiếp tục thu hoạch. Người dân nhiều huyện ở Lâm Đồng làm giàu từ những vườn dược liệu đương quy. Xây dựng trung tâm giao dịch qua rộng hàng chục hecta, hướng đến hoàn thiện chuỗi liên kết giá trị, nâng cao giá trị qua Lâm Đồng. Nuôi heo bền vững với những giải pháp nào? Thưa bà con và quý khán giả, những trái dưa hoàng kim này có màu vàng khá là bắt mắt, nên vài năm trở lại đây được thị trường khá ưa chuộng. Người dân thường mua về để chưng trên mâm ngũ quả mấy ngày Tết với ước vọng năm mới giàu sang, phú quý, giống như là ý nghĩa màu vàng của trái dưa vậy. Xu hướng trồng dưa hoàng kim đón Tết lan rộng trong bà con ở thị xã Long Mỹ mấy năm nay. Và vụ Tết này, thu hoạch xong vụ dưa hoàng kim, một năm nữa, người dân thị xã Long Mỹ đón Tết sung túc hơn. Bà con cho biết, năm nay thời tiết khá thuận lợi, dưa hoàng kim đạt năng suất từ 3 tấn đến 3 tấn rưỡi một công. Tuy chưa phải là năng suất tối đa, nhưng đổi lại giá khá cao. Với giá 7.500 đồng một ký, một công dưa hoàng kim bà con thu về từ 20 đến 25 triệu đồng. Dưa hoàng kim có thời gian trồng chỉ 1 tháng 20 ngày là thu hoạch, dễ chăm sóc, chi phí một công chỉ khoảng 3 triệu, nên bà con rất phấn khởi vì có một cái Tết sung túc. Do thời gian trồng đến thu hoạch ngắn ngày nên bà con xen canh với cây trồng khác và cung ứng cho thị trường. Nhưng trúng mánh lớn thì phải kể đến nhà vườn trồng cây có múi. Nếu cam sản lượng nhiều giảm sâu hồi cuối năm 2018 khiến cho ai cũng rầu thì quýt bưởi lại có giá tăng cao. Bưởi năm trôi hay bưởi da xanh là loại trái ngon nổi tiếng ở đồng bằng sông Cửu Long. Tết này bưởi là mặt hàng được tiêu thụ mạnh nhất vì nhu cầu chưng Tết. Nông dân miền Tây trước đó đã thu hoạch một đợt cao điểm bưởi bán trước Tết vô cùng phấn khởi vì trúng mùa còn bán được giá cao. Hiện tại, niềm vui này vẫn được tiếp diễn. Năm nay, thương lái vào tận vườn mua bưởi xô với giá 40.000 đồng một ký. Còn bưởi lựa loại nhất từ 1,5 kg một trái trở lên giá từ 60 đến 65.000 đồng một ký. Đối với bưởi da xanh, 80 đến 90.000 đồng một ký, nhưng sản lượng khan hiếm hơn so với bưởi năm rồi. Giá và năng suất đều tăng từ 15 đến 20% so với cùng kỳ năm rồi. Tại thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long, được xem là thủ phủ bưởi nằm rồi lớn nhất trị đồng bằng sông Cửu Long, có trên 1.900 hecta. Mỗi năm cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước trên 24.000 tấn trái. Bình quân chế năng suất bưởi đạt từ 30 tấn một hecta mỗi năm, giá bán ổn định như hiện nay đã giúp cho người nông dân thu nhập từ 400 đến 600 triệu đồng. Những năm gần đây, nhiều nhà vườn trồng bưởi ở đồng bằng sông Cửu Long đã hướng đến sản xuất đạt chuẩn Global Gap và Việt Gap đảm bảo chất lượng nhu cầu xuất khẩu nhằm nâng cao thu nhập của nông dân. Hiện nay, đặc sản bưởi năm roi Việt Nam được đăng ký bản quyền toàn cầu và đã có mặt tại các siêu thị lớn tại Hà Lan, Nga, Hồng Kông, Philippines. Thưa quý khán giả và bà con, chim công là loài chim thuộc họ chim trĩ, gây chú ý người đối diện mỗi khi múa đuôi ra. Để nuôi được chim lớn và đẹp như thế này thì có khó thuần dưỡng không là điều mà bà con rất quan tâm đó chị Quỳnh Như. Nhân và ngày hôm qua thì chúng ta và bà con đã được tìm hiểu mô hình nuôi chim công cho thu nhập cao của anh Trần Văn Toản ở khu vực Bình Yên B, phường Long Hòa, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ, được nhiều người dân quan tâm sau khi phát sóng. Quỳnh Như đã trực tiếp tham quan trang trại nuôi chim công của anh Toản và có hẹn với bà con là ngày hôm nay sẽ chia sẻ với bà con bí quyết và đầu ra của con chim công. Bà con nào có nhà ý muốn nuôi chim công như là một mô hình độc lạ, vừa kết hợp bán giống, chim thịt và chim kiển thì mời xem thông tin ngay sau đây. Trang trại của anh Toản thì được đầu tư rất là kỹ càng, được rào bằng lưới B40 rất là chắc chắn như thế này. Ở bên trong chuồng thì những chú công rất là ngoan, tuy nhiên có một vài giống thì với đặc tính thì rất là hung dữ. Theo như lời anh Toản có chia sẻ thì loài công múa nhiều nhất là vào những mùa sinh sản. Nó thường rơi vào tháng 12 năm trước cho đến tháng 1 của năm sau. Tuy nhiên thì cũng có đôi lúc sẽ múa vào buổi chiều mát.
Bà con và quý khán giả có thể nhìn thấy là ở trong chuồng thì chim công có rất là nhiều màu sắc và dốc dáng khác nhau. Vậy thì việc chăm sóc chim công có dễ hay không và làm như thế nào để có được cái màu sắc đẹp thì xin mời quý khán giả cùng với Quỳnh Như cùng gặp gỡ anh Toản ngay sau đây để tìm hiểu nhé. Dạ em chào anh Toản. Dạ anh Toản ơi, em thấy là trang trại của anh có nhiều công với màu sắc rất là khác nhau. Vậy thì trang trại của mình có bao nhiêu giống công vậy anh? Đây của mình đây đang có lại 5 loại công khác nhau. Mình đang ghép 5 loại đó với nhau để mình lấy những cái con giống ra cho nó lai tạp ra những loại giống khác. Việc chăm sóc những chú công này thì nó có khó không anh? Và làm sao để cho ra được màu sắc đẹp như thế này ạ? Chăm sóc những con công này thì nó rất là dễ. Thức ăn của nó thì hàng ngày thì mình chỉ cho ăn lúa và thức ăn con gà thôi. Và kết hợp thêm rau xanh, rồi trái cây. Thì sau quá trình này thì mình sẽ ghép ra từng màu sắc nó lẫn với nhau á, để nó ra những con công lai tạp, ra những con công nó có màu sắc đẹp hơn và lấy lại những cái con công mà có con công đột biến ở trong. Dân thưa quý khán giả, vừa rồi thì Quỳnh Như đã có hỏi anh Toản về cách chăm sóc cũng như là những bí quyết để nuôi những con công khỏe mạnh và cho được cái màu sắc đẹp nữa. Vậy thì anh Toản ơi, việc mà bán chim công giống thì có mức giá dao động như thế nào ạ? Giá con giống thì con công trắng 1 tháng tuổi nó là 5 triệu một cặp. Còn công má vàng thì 1 tháng tuổi nó là 6 triệu một cặp. Còn công si ven dao động từ 1 tháng tới 2 tháng nó 15 triệu một cặp. Còn dòng ngũ sắc thì nó dao động theo tháng, đó là 6 triệu tới 7 triệu một cặp công ngũ sắc. Như vậy thì vào dịp Tết đến xuân về như thế này thì anh có những suy nghĩ chia sẻ như thế nào và có những mong ước như thế nào ạ? Mong ước của mình là muốn được những nhiều người đam mê về con chim công này như mình, để mình lai tạo ra và những người đó giữ lại những cái nguồn gốc con chim công cho Việt Nam mình, những cái nguồn gốc mà con công đẹp. Dân xin cảm ơn anh. Thưa quý khán giả và bà con, những ngày đầu năm mới khởi đầu bằng mô hình hiệu quả, con giống độc lạ mang lại giá trị kinh tế như là của anh Trần Văn Toản, đó chính là niềm hy vọng mới, là niềm vui, là phấn khởi của bà con. Ông bà ta có câu, dạng sự khởi đầu nan, gian nan, đừng nên nản. Thường thì bắt đầu làm công việc nào đó thì sẽ không thể tránh khỏi. Nhưng mà những mật ngọt ngày hôm nay mà anh Toản đã có được, hoàn toàn xứng đáng. Nhân dịp năm mới thì ekip thực hiện chương trình kính chúc cho anh Toản cũng như là bà con xem đài một năm mới an khang thịnh vượng, trúng mùa, được giá. Mô hình nuôi chim công là một trong những mô hình mới ở miền Tây. Tuy không phải là điển hình trong các mô hình làm giàu, nhưng cũng cho thu nhập cao mà lại dễ nuôi. Đầu ra thì vừa bán chim chơi kiển, vừa bán thịt và bán giống. Nông dân ở miền Tây thì vậy, nhưng mà bà con ở Tây Nguyên thì sẽ phát triển kinh tế theo một hướng khác. Đó chính là cách làm giàu nào. Mời bà con cùng xem tiểu mục nông nghiệp trên đường phát triển. Đương quy, bố chính, đinh lăng là những cây dược liệu mang lại giá trị kinh tế cao. Nên là hiện nay nhiều bà con nông dân ở Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà đã nhân rộng mô hình, chủ yếu là trồng đương quy. Thời gian từ trồng đến thu hoạch sâm đương quy dài từ 15 đến 16 tháng so với loại rau ngắn ngày. Kỹ thuật chăm sóc thì không quá khó. Tổng chi phí đầu tư 1 hecta sâm đương quy khoảng 30 triệu đồng, sản lượng thu về từ 3 đến 3 tấn rưỡi 1 hecta. Giá củ tươi từ 20 đến 25 ngàn đồng 1 ký. Trừ chi phí công chăm sóc, thu hoạch, nông dân lãi ròng trên 30 triệu đồng. Cây đương quy trước khi trồng chỉ cần xử lý đất kỹ, bón phân đầy đủ, tưới nước và nhổ cỏ theo định kỳ sẽ cho năng suất cao, không tốn thời gian chăm sóc như các loại cây khác. Đặc biệt không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nên rất an toàn cho sản phẩm, môi trường, sức khỏe con người. Mặc dù xuất hiện nhiều mô hình làm giàu từ cây dược liệu, nhưng tỉnh Lâm Đồng chủ đạo vẫn là rau hoa. Để phát huy hơn nữa lợi thế cạnh tranh của nhiều loại nông sản ở địa phương, thời gian qua, ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đã chủ động triển khai thực hiện nhiều nhiệm vụ như là hiện đại hóa khâu sản xuất rau, hoa. Trong đó, trọng tâm là chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng tiêu chí sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao. Tiêu chí chứng nhận chất lượng sản phẩm được sử dụng thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành. Đáng chú ý là xây dựng phương án vận hành trung tâm giao dịch hoa được đặt tại thành phố Đà Lạt với quy mô 10 hecta và có thể mở rộng 20 hecta. Mô hình vận hành theo hình thức đối tác công tư, nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng và giao cho doanh nghiệp vận hành. Hiện nay đã xây dựng đồ án quy hoạch chi tiết và phương án giải phóng mặt bằng đang trình phê duyệt. Đồng thời, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt cũng đã phối hợp với tổ chức SICA xây dựng dự thảo phương án vận hành của trung tâm. Được biết, giá trị sản xuất toàn ngành năm 2018 đạt 38.700 tỷ đồng, tăng 5,2% so với cùng kỳ.
Để chủ động tạo thuận lợi cho nông sản tiêu thụ dễ dàng, tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện thu hút được khoảng 1.500 doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, trong đó có 77 doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn đầu tư khoảng 267 triệu đô la Mỹ với nhiều dự án lớn như dự án sản xuất giống rau trên địa bàn huyện Lâm Hà của tập đoàn tài chính Bero với mục đích sản xuất giống rau để xuất khẩu lớn nhất Đông Nam Á, kinh phí 11 triệu 500 ngàn đô la Mỹ. Dự án nhân giống hoa cao cấp của công ty trách nhiệm hữu hạn Arivina lớn nhất Việt Nam với kinh phí 25 triệu đô la Mỹ. Nhiều doanh nghiệp FDI đã đầu tư rất thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, không ngừng mở rộng quy mô. Hiện tỉnh tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết với các nông hộ sản xuất nhỏ lẻ, hình thành các chuỗi liên kết, vừa nâng cao trình độ canh tác, tăng cường ứng dụng các quy trình canh tác tiên tiến bài bản trên diện rộng, vừa ký kết bao tiêu nông sản cho bà con nông dân. Thưa bà con nông dân, giá cả bấp bênh, nhiều doanh nghiệp giảm đàn heo liên tục, hộ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ phải bỏ chuồng trống. Giá heo đã tăng trở lại từ giữa năm 2018 đến nay, đã khuyến khích người chăn nuôi ở Lâm Đồng tăng đàn, mở rộng quy mô sản xuất. Năm 2018, đàn heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là gần 460.200 con, tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt cung ứng trên thị trường là 80.000 tấn. Cho thấy nghề chăn nuôi heo đã phục hồi. Mặc dù ngành chăn nuôi heo ở Lâm Đồng hiện nay đã có bước phát triển hơn so với trước, số nông hộ nuôi heo công nghệ cao ngày một nhiều. Tuy nhiên, khó khăn, thách thức đối với lĩnh vực này là không hề nhỏ. Giải pháp nào để ngành chăn nuôi heo bền vững là trăn trở của nhiều người? Câu trả lời của tỉnh Lâm Đồng nằm ở ghi nhận sau đây do phóng viên 365 ngày chuyển động thực hiện. Theo nhận định của nhiều nông dân nuôi heo trong tỉnh, giá heo hơi tăng trở lại là tin vui, tạo điều kiện để nghề nuôi heo lấy lại sinh khí. Tuy nhiên, để có một khu chuồng trại nuôi heo đảm bảo, vốn đầu tư không phải là nhỏ. Bởi vậy, vấn đề mà nông dân quan tâm là làm sao ổn định giá cả, đầu ra thuận lợi. Muốn hình thành một chiếc trang trại mà chăn nuôi như thế này thì nói chung là cũng chi phí hơi cao. Qua 2019 thì tôi cũng cố gắng làm tu bổ lại những cái gì mà còn thiếu sót trong trại. Rồi thì mong muốn các ban ngành địa phương hỗ trợ nông dân lúc nó kẹt hoặc là sửa sang tất cả những cái gì mà trang thiết bị nó bị hư hỏng. Để kịp thời tiếp sức cho người chăn nuôi heo Lâm Đồng, ngành chức năng đã tăng cường cung cấp thông tin, khuyến cáo cho bà con các giải pháp chăn nuôi tiên tiến, tạo điều kiện để hình thành các liên kết sản xuất, bao tiêu sản phẩm. Song song đó tiếp tục hỗ trợ các nông hộ chăn nuôi nhỏ lẻ vaccine tiêm phòng, khuyến khích bà con triển khai các giải pháp tiêu độc khử trùng chuồng trại theo đúng quy trình nhằm hạn chế dịch bệnh gây hại đàn vật nuôi. Trong năm 2018, hàng chục ngàn lít hóa chất để phục vụ công tác tiêu độc chuồng trại và gần 350.000 liều vaccine phòng trừ 3 bệnh được hỗ trợ kịp thời. Thời gian qua thì chính sách hỗ trợ mà đặc biệt là cái công tác mà tiêm phòng đã hạn chế được những cái dịch hại lớn xảy ra đối với đàn gia súc gia cầm. Qua đó thì hiện nay thì ngành chăn nuôi cũng đang có những cái chính sách như hỗ trợ chăn nuôi nông hộ nhằm giảm thiểu cái ô nhiễm môi trường rồi đáp ứng được cái yêu cầu về sản phẩm, chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm. Hiện nay tỷ lệ chăn nuôi nhỏ lẻ manh mún trong dân còn cao, chiếm khoảng trên 60% số lượng đàn heo được nuôi với quy mô nhỏ lẻ. Trong khi đó, việc tiếp cận đối với các chính sách dài vốn của nông dân để đầu tư sản xuất chăn nuôi heo theo quy hoạch và nâng quy mô đàn, phát triển chăn nuôi tập trung trang trại gặp khó khăn. Với những giải pháp đó, ngành chăn nuôi Lâm Đồng đặt ra mục tiêu trong năm Kỷ Hợi 2019 là tổng đàn gia súc đạt trên 615.000 con, trong đó đàn heo đạt trên 477.000 con, tăng 3% so với năm trước. Mục tiêu này hoàn toàn có thể thực hiện được nếu có giải pháp phù hợp, nhất là vấn đề liên kết tìm đầu ra cho nông sản. Thưa bà con và quý khán giả, năm Kỷ Hợi, 365 ngày chuyển động chia sẻ cách nuôi heo theo hình thức gia công cho doanh nghiệp bằng chuồng lạnh sẽ giúp nông dân nâng cao kỹ thuật chăn nuôi tiên tiến, góp phần phát triển nghề chăn nuôi heo ở địa phương ngày càng hiện đại, xóa bỏ hình thức chăn nuôi nhỏ lẻ. Kết hợp thêm giải pháp trợ cấp vốn kỹ thuật sản xuất, cung cấp vaccine đủ liều trong chăn nuôi, hạn chế dịch bệnh, đồng thời hướng đến nuôi quy mô có liên kết đầu ra, thì ngành chăn nuôi heo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Huỳnh Như và Nhật Minh kính chúc bà con và quý khán giả năm mới nhiều thành công hơn nữa. Hẹn gặp lại bà con và quý khán giả trong bản tin ngày mai.